Văn Quyết trở lại, Quang Hải vắng mặt ở tuyển Việt Nam. Nguyễn Văn Quyết là một trong 32 cầu thủ được triệu tập lên tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Văn Quyết không có tên trong đợt giao hữu tháng 10, khi đội tuyển lần lượt thua Trung Quốc 0-2, Uzbekistan 0-2 và Hàn Quốc 0-6. Trước đó, anh được triệu tập ở đợt giao hữu tháng 9 cùng thắng Hong Kong và Syria 1-0, nhưng không được vào sân. Tại Hà Nội Fan Club, Văn Quyết chơi không nổi bật đầu mùa 2023-2024 và đang cùng đồng đội trải qua chuỗi 4 trận thua liên tiếp, gồm 3 trận ở AFC Champions League và 1 ở V-League. Văn Quyết cũng là cầu thủ lớn tuổi nhất được triệu tập đợt này khi sinh năm 1991. Cùng thủ môn Nguyễn Đình Triệu. Cầu thủ trẻ nhất là tiền đạo Nguyễn Đình Bắc sinh năm 2004, cùng 4 cầu thủ sinh năm 2003 là Hồ Văn Cường, Quốc Văn Khang, Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Thanh Nhàn. Ngoài Văn Quyết, đội tuyển còn có sự trở lại của hậu vệ Vũ Văn Thanh và Phạm Xuân Mạnh. 11 cầu thủ khác nằm trong danh sách thường xuyên góp mặt ở vòng loại 3 World Cup 2022 gồm thủ môn Đặng Văn Lâm, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Thanh Bình, Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tuấn Anh, tiền đạo Phạm Tuấn Hải, Văn Toàn, Tiến Linh. Trường hợp vắng mặt đáng kể nhất là tiền vệ Nguyễn Quang Hải và Đoàn Văn Hậu do chấn thương. Quang Hải gặp vấn đề ở bắp chân trong trận thua Uzbekistan hôm 13 tháng 10, còn Văn Hậu chưa hồi phục vết đau ở bàn chân sau khi kết thúc V-League 2023. Công Phượng cũng không có tên, do không được thi đấu ở Yokohama Fan Club tại J-League 1. Câu lạc bộ Công an Hà Nội đóng góp nhiều cầu thủ nhất với 7 người, xếp sau là Hà Nội Fan Club 6. Tiếp theo là Viettel 5, Bình Dương 3, Hải Phòng, PVF Công an Nhân dân 2, Bình Định, Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Thanh Hóa, Nam Định, Quảng Nam, Đà Nẵng 1. Trong đó, Đà Nẵng và PVF Công an Nhân dân thi đấu ở giải hạng nhất. Đội tuyển sẽ tập trung tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam ngay sau khi vòng 3 V-League kết thúc vào Chủ nhật 5/11. Nhóm cầu thủ Hà Nội Fan Club và Hải Phòng sẽ hội quân sau đó 4 ngày vì phải thi đấu các cúp châu Á. Ngày 12 tháng 11, Việt Nam lên đường sang Philippines, chuẩn bị cho trận gặp chủ nhà vào ngày 16 tháng 11 tại sân cỏ nhân tạo Rio Memorial. Sau đó, đội về nước, tiếp đón Iraq vào ngày 21 tháng 11 ở sân Mỹ Đình. Vòng loại 2 World Cup 2026, khu vực châu Á gồm 36 đội chia làm 9 bảng 4 đội. Các đội thi đấu vòng tròn 2 lượt từ ngày 16 tháng 11 năm 2023 đến ngày 11 tháng 6 năm 2024, chọn ra 9 đội nhất, 9 đội nhì vào vòng loại 3. Huấn luyện viên Philip Rossi cũng tận dụng thời gian hội quân tháng 11 để chuẩn bị lực lượng cho vòng chung kết U23 châu Á 2024. Ông triệu tập 8 cầu thủ thuộc lứa này lên tập cùng đội tuyển quốc gia, gồm Cao Văn Bình, Trần Mạnh Quỳnh, Trần Nam Hải, Sông Lam Nghệ An, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Thái Quốc Cường, Bà Rịa Vũng Tàu, Hà Văn Phương, Công an Hà Nội, Võ Nguyên Hoàng, Thanh Hóa và Bùi Vĩ Hào, Bình Dương. Danh sách đội tuyển Việt Nam. Thủ môn: 3 Đặng Văn Lâm, Bình Định, Nguyễn Đình Triệu, Hải Phòng, Nguyễn Văn Việt, Sông Lam Nghệ An. Hậu vệ: 12 Vũ Văn Thanh, Bùi Hoàng Việt Anh, Giáp Tuấn Dương, Hồ Văn Cường, Công an Hà Nội, Quế Ngọc Hải, Võ Minh Trọng, Bình Dương, Nguyễn Thanh Bình, Phan Tuấn Tài, Trương Tiến Anh, Viettel, Đỗ Duy Mạnh, Phạm Xuân Mạnh, Hà Nội. Lương Duy Cương, Đà Nẵng. Tiền vệ: 10 Lê Phạm Thành Long, Phạm Văn Luân, Hoàng Văn Toản, Công an Hà Nội, Nguyễn Hoàng Đức, Quốc Văn Khang, Viettel, Đỗ Hùng Dũng, Hà Nội, Nguyễn Tuấn Anh, Hoàng Anh Gia Lai, Triệu Việt Hưng, Hải Phòng, Nguyễn Thái Sơn, Thanh Hóa, Lê Văn Đô, PVF Công an Nhân dân. Tiền đạo: 7 Nguyễn Văn Quyết, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Tùng, Hà Nội, Nguyễn Văn Toàn, Nam Định, Nguyễn Tiến Linh, Bình Dương, Nguyễn Thanh Nhàn, PVF Công an Nhân dân, Nguyễn Đình Bắc, Quảng Nam. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.